Cẩm Mỹ là huyện thuần nông và sản xuất nông nghiệp là thế mạnh của tỉnh Đồng Nai, với đa dạng các loại vật nuôi cây trồng. Trong thời gian qua, dịch bệnh diễn biến phức tạp khiến nông sản bị tồn đọng số lượng lớn. Để hỗ trợ nông dân, các cơ quan chức năng của huyện đã hỗ trợ kết nối tiêu thụ giúp bà con hơn 2.800 tấn nông sản. Dù vậy hiện nay, địa phương vẫn còn 500 tấn nông sản vẫn đang nằm dưới ao, dưới ruộng và cần được tiêu thụ. Tiêu thụ những nông sản mà còn tồn đọng chưa giải quyết được trong cái thời điểm dịch bệnh bùng phát, thì qua các cái kênh như là báo cáo nhanh về cái sản lượng tồn hàng ngày, hàng tuần ở phòng nông nghiệp, rồi tham gia đưa lên cái sàn giao dịch của cái diễn đàn kết nối tiêu thụ nông sản của Bộ Nông nghiệp, cộng với kêu gọi các cái doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh mà trước đây có mối quan hệ trong cái liên kết sản xuất tiêu thụ với huyện Cẩm Mỹ để tiêu thụ nông sản cho nông dân. 500 tấn nông sản ùn ứ đa số là rau củ quả và nhiều dạng vật nuôi như dê, gà, cá. Trong đó, dê thịt đang bị tồn nhiều nhất với số lượng lên đến 6.000 con, tương đương khoảng 200 tấn. Ngành nông nghiệp của huyện Cẩm Mỹ đã và đang tích cực tìm kiếm, kết nối các kênh bán hàng giúp nông dân kịp thời tiêu thụ nông sản. Ngoài kết nối trực tiếp với các doanh nghiệp ký kết bao tiêu đầu ra cho nông dân, thì ngành nông nghiệp cũng tìm cách đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử để tiêu thụ.